Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Phật kính cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ quý bà quý cô, kính mời thân chào tất cả quý thiền nam kính nữ. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư. Kính mời đạo tràng cùng tự nhiên lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahmacharo kathibati sambati katañcali antivaraṃ ajacchataṃ đề sẽ tu tham mang anu cam phi mang ba chăng sa tham ma phim về na yang cha ca yang su tăng cha ban thăng phi tham ma chăm mang à cô ta danh tu cha tu sắc cha đăng đăng ba bố ta này về vinh mà chê ê quăng tam ba thì Brahma Bhagavan tăng a cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca gương như na thi hòa xa ya tăng a bút tha già ba đề na mi ga da yang ta to ga to bành cha hoa gia đa vô nay dê a măng ba dê si thầm ma to ta to ba bu ti sam bu to Anumadesanam Magavasa Nidesesi Satatangam Thasintakam Tenasatuvayopante đề sư tu tâm mà đề xa năng sập bà di tha bà rư xa giá anu cam bằng bi cà ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang buông chờ trời lỗ mộc đăng nhờ ánh sáng trải hoa lành đại tạng mùi hương phát màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngắm ngồi khấn khoảng Phật
Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ rằng tình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đăng trí trí vẹn toàn. Nhà Nam Mô Bụt Tha Giá. Tuy nhiên đã thay mặt cung thỉnh pháp sư, và bây giờ không biết là đại, có phải ngày nay là ngày của Đại Đức Pháp Tính giảng không hả Ngọc Quỳnh? Dạ, tuy nhiên đã thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính, và kính cung thỉnh Đại Đức Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phần thứ ba của tạp loại yếu hiệp. Phần thứ ba này có nghĩa là tập nhị chi đạo, có nghĩa là 12 cái chi đạo. Và từ trước chúng ta đã học về chánh kiến rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với cái phần mà chánh tư duy, có nghĩa là tư duy sanh cấp bát sanh cấp bô. Vậy thì trước khi đi vào cái bài thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tốt đẹp. Arahang samma sambuddho pagava mutang vavantang apivademe Sovakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Suppatibanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Lokasana Thang Varamutta Mahang Buddhan Yat Thamman Yat Banamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt là xin thành kính là dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, thập nhị chi đạo mất canh gá ở đây, đạo có nghĩa là cái con đường. Đạo có nghĩa là con đường. Mà ở trong cái tạp loại yếu hiệp này đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái con đường dẫn đến nhàn cảnh, hoặc là có những cái con đường dẫn đến khổ cảnh. Do vậy
mà nó mới được xếp vào loại yếu hiệp. Thành ra đó thì chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta nghe nói là bát chánh đạo, có lúc thì nó có bát tà đạo ở trong đó nữa, bát tà đạo nữa quý vị. Có nghĩa là có lúc thì chúng ta đi theo con đường chánh thì nó dẫn đến cái sự an vui, còn thể mà chúng ta đi theo cái con đường tà đạo, cái con đường mà nó xấu á, thì coi như nó sẽ dẫn đến khổ cảnh. Cái kỳ vừa rồi thì chúng ta học về chánh kiến Sammādhi. Hôm nay thì chúng ta học về tư duy. Ở trong cái tư duy này đó thì nó sẽ có hai cái chi pháp. Một là chánh tư duy, hai nó sẽ là tà tư duy. Vậy thì bây giờ chúng ta học về chánh tư duy trước. Ở đây một người mà có cái tư duy là có nghĩa là như thế nào quý vị? Là cái sự suy nghĩ, mà samma sankappa, sankappo sankappa gì nó cũng giống nhau, do nó chia cách thôi. Vậy thì chánh tư duy ở đây là chúng ta suy nghĩ về những cái điều chân chánh. Thí dụ như bây giờ đối với cái đời sống tu tập hoặc là đối với các vị Phật tử, chúng ta có những cái suy nghĩ về những cái việc thiện. Thí dụ như là quý vị thực hiện những cái điều lành, bố thí trì giới gì đó, ngay cả có những cái suy nghĩ về đời sống xuất gia cũng vậy nữa, thì cái điều đó nó cũng nằm ở trong chánh tư duy. Thành ra nếu mà nói về chánh tư duy đó thì chúng ta suy nghĩ về ly dục, chúng ta suy nghĩ về ly sân, chúng ta suy nghĩ về ly hại, ly não hại đó, thì mình nói như vậy đó, nhưng mà ở trong đời sống thường của mình đó, thì nó xảy ra như thế nào quý vị? Ở trong đời sống thường của chúng ta nó xảy ra như thế nào? Có nghĩa là lúc nào mà chúng ta có cái sự suy tư thì chúng ta suy tư làm sao để mà mình thoát ly được các cái dục. Có nghĩa là mình không có cái sự mong muốn, mình không có sự mong cầu trong cái sự hưởng dục, hoặc là mình không có cái sự suy nghĩ về về những cái dục lạc, mà mình làm sao mà mình cảm thấy suy nghĩ nó có một cái đời sống tri túc. Quý vị thấy rằng đối với những cái thức ăn chúng ta ăn mà trúng thuốc, ăn những cái đồ ăn độc thì chúng ta cũng có cái thuốc để mà chúng ta giải độc những cái thức ăn đó. Còn đối với dòng sanh tử luân hồi này chúng ta cũng có những cái cách để mà chúng ta coi như là cái loại thuốc giải, cái loại thuốc giải này để chi? Vì để cho nó phá tan những cái dòng tư tưởng mà nó kết nối với sanh tử luân hồi đó. Thì cũng như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật hồi lúc trước có nhiều người ta tưởng rằng những cái bài kinh quán tưởng, những cái bài kinh quán tưởng về vật thực, quán tưởng về y phục, quán tưởng chú xứ, quán tưởng về những cái thuốc trị bệnh, có nghĩa là những cái nhu yếu phẩm đó, thì có nhiều người ta lầm tưởng là cái đó là của bậc xuất gia. Nhưng mà thật sự ra không phải. Người phàm, người đối với người mà ở trong cái đời sống tại gia đó, người ta đều dùng cái pháp đó để người ta quán được hết. Nếu mà mình cảm thấy mình dính mắc ở trong cái y phục thì mình thường xuyên mình quán tưởng về y phục. Nếu mà mình cảm thấy mình dính mắc về cái trú xứ, có nghĩa là cái chỗ ở, thì chúng ta quán về đó. Thì cái phương pháp quán đó, có nhiều người ta nghĩ rằng sao mà mình nghe nó thấy nó bình thường quá. Ví dụ như đối với cái thức ăn này là mình ăn không phải để trao dồi sắc thân này, hoặc là không phải để
trao dồi như những người lực sĩ hoặc là những người đẹp, những người hoa hậu, mà cái thức ăn này mình dùng để nó duy trì cái sự sống ở trong cơ thể này, để mà nó ngăn ngừa cái sự đói, nó ngăn ngừa, nó diệt trừ những cái cảm thọ cũ và nó không có phát sinh những cái cảm thọ mới, vân vân. Thì có nhiều người người ta nghĩ, ồ sao cái pháp tu ở bên Phật, ở bên Nam Tông, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, người ta thấy cái pháp tu đó nó đơn giản quá. Nhưng mà thật sự ra đó, mình thấy nó đơn giản gì chứ là cái hiệu quả nó rất là cao. Cái hiệu quả nó rất là cao quý vị. Lúc nào mà chúng ta đưa tâm đến, mà chúng ta nhìn những cái bộ y phục mới, thì lúc đó tâm của chúng ta tự nhiên là nó dính mắt. Dù cho mình là cái người xuất gia hay là cái người tại gia cũng vậy. Nếu mà mình đưa tâm đến mà mình nhìn, mình suy tư về những cái bộ y phục mới, là coi như là tự nhiên tâm của mình nó dính mắt. Tuy rằng mình không có nói ra, nhưng mà trong tâm của mình nó cũng ước ao. Nó ước ao mình có được cái bộ đồ như vậy, hoặc là mình được mặc thử như vậy, vân vân. Đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta quay về nội tâm, có nghĩa là chúng ta thực hiện cái pháp quán của Đức Phật đã dạy, những cái bộ y phục này để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn ngừa mũi mồng rắn rít, vân vân, thì tự nhiên quý vị đọc ở trong tâm mình như vậy đó, mình nhắc ở trong tâm mình như vậy đó, thì quý vị thấy rằng lập tức mình không có bị đắm nhiễm ở trong y phục. Thức ăn mà cũng vậy, chỗ ở cũng vậy, những cái nhu yếu phẩm cũng vậy quý vị. Sau này chúng tôi mới nghĩ rằng thật sự ra mình thấy rằng cái pháp của Đức Phật dạy cho mình rất là hay. Nhưng mà hồi lúc mà mình mới biết mình nhìn vô, mình đọc, mình thấy cái điều này nó không có cái gì mà nó làm cho chúng ta cũng như là chúng ta thấy rằng là hay nha quý vị. Tại vì quý vị biết con người của chúng ta nó bị những cái tạp nhiễm của cái sự tà kiến. Mình thấy mình ngồi mình tu mình phải bất ấn, hay là mình phải ngồi với một cái tư thế gì đó, hoặc là mình bất ấn, rồi nói chung là mình có những cái nghi thức nó rất là nhiều. Còn giờ trời ơi, tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, cái gì đâu mà đi tới đi lui, rồi mình đọc những cái pháp quán về y phục, về thức ăn, về chỗ ngủ, chỗ ở của mình, rồi ba cái nhu yếu phẩm. Mình thấy ủa sao mình đọc cái này nó, mình thấy nó bình thường quá, nó không có cũng như là giống như là những cái tôn giáo khác mà mình phải bất ấn đồ này kia vân vân đó, thì mình coi cái bộ nó không linh. Hoặc là quý vị biết thật sự ra đó, có nhiều khi chúng tôi đi ở trên xe đó, cái đi ngang qua những cái chỗ nhà thờ người ta đi lễ, cái những người ở trên xe người ta nói rằng ở bên công giáo đó, mỗi cái buổi sáng buổi chiều gì đó họ đi nhà thờ, họ mặc quần áo rất là đẹp, rất là chỉnh tề, mình nhìn nó đẹp mà mình thấy nó bắt mắt, mình bắt mắt. Thì thật sự ra đối với chúng tôi đó, thì chúng tôi nhìn chúng tôi cũng thấy đẹp quý vị. Nói chung là hầu như người ta đi nhà thờ đó, là những cái bộ đồ nào nó đẹp á, nó đẹp là người ta đều mặc vào cái lúc người ta đi nhà thờ đó. Thì khi mà mình nghe trên xe mọi người người ta trầm trồ, người ta khen ngợi, thì thiệt mình cũng thấy đẹp thiệt đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng, nhưng mà nếu mà mình suy đi nghĩ lại đó, những cái đó nó thật sự ra đó không có cái pháp quán, thành ra nó càng ngày mình càng dính mắt, mình càng ngày dính mắt. Nhưng mà dính mắt ở trong đó người ta không có nhìn nhận ra được, thật sự người ta không có nhìn nhận ra được. Nhưng mà đối với chúng ta, đối với chúng ta đó là chúng ta nhìn những cái đó, rồi chúng ta coi lại những cái bài kinh quán tưởng, thì chúng ta mới nhận thức ra được là hồi trước giờ những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái mùi, những cái gì chúng ta thấy, chúng ta cũng bị dính mắt hết. Nhưng mà nó tiềm ẩn ở trong tâm của mình,
nè, nó rất là tiềm ẩn trong tâm mình quý vị. Lúc đó chúng tôi đã nhiều lần mà chúng tôi nghe nói về những cái điều đó, à, rồi mình thấy à, người ta nói cũng đúng, rồi nhiều khi mình về à, mình trở về với căn phòng của mình à, hoặc là ở trên chánh điện à, mình cũng đọc những bài Achamaya, có nghĩa là những bài kinh đã quán tưởng những cái gì mình đã dùng ở trong ngày hôm nay rồi. Thì quý vị biết rằng là một cái à, mình tụng đọc á, nó cũng đi một bên, rồi những gì mà mình thấy á, thì nó cũng đi một bên, chứ nó không có phát sanh ra xúc thọ tư định mạng quyền tác ý gì hết. Có nghĩa là nó chưa có xâm nhập vô quý vị đó. Nhưng mà dần dần á, mình coi ở trong những cái bài kinh các vị trưởng lão, các vị dạy cho mình những cái pháp quán, thì trong cái thời gian sau đó mình mới cảm nhận được nhiều. Có nghĩa là quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi ngồi trên chánh điện ở trong cái thời gian này mà mình hành thiền đó, thật sự mình tri ân những vị thiền sư vô cùng, là các vị chỉ cho mình là những cái pháp quán mà nó rất là thiết thực, là và nó rất là xảy ra trong cái đời sống của mình hàng ngày. Cũng như cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, mình đi ở bên ngoài mình gặp cảnh vậy đó, rồi mình về chùa mình cũng tụng kinh, cũng tụng kinh Achamaya, cũng tụng kinh quán tưởng đồ đàng hoàng, nhưng mà tụng rồi khi mà gặp cảnh nó cũng một bên, là nó không có phát sanh lên xúc thọ tưởng tư gì hết. Có nghĩa là giống như là giờ nào việc đó vậy đó. Nhưng mà dần dần sau này mình mới phát hiện ra, à, mình phát hiện ra tuy rằng những cái tôn giáo đó có những cái bộ đồ rất là đẹp, à, những người ta đi lễ vào cái buổi chiều buổi sáng đó, à, người ta có cái sự trang điểm, à, người ta có sự trang điểm rất là đẹp, à, cái điều này mình phải khen, à, đúng, thật sự mình phải khen quý vị. Nhưng mà người ta không có cái pháp quán giống mình, à, người ta không có những cái pháp quán giống như ở trong đạo Phật của chúng ta. Hoặc là quý vị thấy rằng có những lần mà chúng tôi đi thuyết giảng ở như bên những cái chùa ở Bắc Truyền, thật sự ra đó quý vị thấy rằng đó, cái hình thức rất là đẹp. Có nghĩa là người ta ngồi một hàng dài rất là ngắn, còn ở bên Phật giáo nguyên thủy của mình sắp xếp cái đó nó mệt, nó rất là mệt, nhà nó rất là mệt quý vị. Có nghĩa là những người Phật tử mình nó có nhiều khi người ta do người ta học pháp nhiều quá, à, rồi người ta coi những cái chuyện mà thí dụ như là những cái hình thức mà mình ngồi cho ngay hàng, hàng nào hàng ngang ra hàng ngang, hàng dọc ra hàng dọc á, người ta coi cái chuyện đó nó là tầm thường, à, người ta cũng như là người ta nghĩ rằng là cái chuyện đó nó ở bên ngoài, à, nó ở bên ngoài, nó không phải là ở trong cái nội tâm của mình. Thành ra chủ yếu là mình tu tập ở trong nội tâm. Cũng như á, quý vị biết rằng mấy ngày nay á, à, chúng tôi hỏi á, là đám tang á, mấy giờ di quan, mà cái vị đó trả lời á, là chúng tôi sao quý vị biết không? Phật giáo nguyên thủy không có ngày giờ. Quý vị coi nghe nó nóng không? Rồi một chút nữa chúng tôi chờ hoài, chúng tôi tức quá, chúng tôi hỏi mấy giờ di quan, à, mấy giờ di quan, thì cái vị đó cũng nói là Phật giáo nguyên thủy không có ngày giờ. Chúng tôi nói trời ơi, vậy rồi mình hẹn mấy ông thiên hòm chừng nào mấy ông lỡ, à, mấy ông thiên hòm chừng nào mấy ông lỡ. Trời, quý vị biết rằng chúng tôi đâu phải là dân, chúng tôi đâu phải là cái dân mà như là ngơ ngơ ngác ngác quý vị. Mình biết là không có liên quan đến ngày giờ, nhưng mà thời gian và địa điểm để chi? Để chế định cho chúng ta biết rằng chúng ta làm việc. Trời ơi, bây giờ không có ngày giờ, cái ngày thứ bảy chủ nhật để phân biệt là cái ngày nghỉ, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là đi làm. À, mình biết à, những cái ngày rồi. Bây giờ chúng tôi hỏi ba mấy giờ di quan mà cứ nói là Phật giáo nguyên thủy không có ngày giờ. Tôi nói không có ngày giờ, rồi bây giờ hẹn cái ông mà khiên hòm mà chừng nào ông lỡ đó, rồi không lẽ rồi mình không hẹn người ta biết thời gian nào người ta lỡ, quý vị. Có nghĩa là mình không quan tâm về cái điều đó, à, nhưng mà
mình cũng phải biết sắp xếp cái thời gian ấn định rõ ràng để mọi người người ta biết người ta đến. Bây giờ quý vị biết rằng bây giờ quý vị muốn lỡ đưa tang rồi nói không quy định ngày giờ vậy rồi biết chừng nào lỡ, chừng nào quý vị lỡ đó, chừng nào quý vị đến đó được đó. Thành ra đó, thật sự ra có nhiều khi á mình không có chú trọng về những cái điều đó, nhưng mà mình phải biết có cái sự quy định rõ ràng để mà mình biết mọi người người ta đến. Cũng như quý vị thấy rằng chúng tôi ở trong cái thời gian này chúng tôi cũng như là mình cũng phải có sửa cái thời khóa biểu. Có nghĩa là hồi trước kia đó là 4 giờ đó, là ở chánh điện, 4 giờ sáng ở chánh điện tụng kinh đến 4:30 hành thiền tới 5 giờ. Nhưng mà bây giờ trong cái thời điểm này quý vị biết rằng không có được. Mình phải nhích cái thời gian trở lên. Có nghĩa là 4:30 tụng kinh đến 5 giờ, 5 giờ hành thiền 5:30, 5:30 xuống xíu rồi 6 giờ ăn sáng. Đó thì bây giờ chúng tôi phải chấp nhận sửa cái thời phổ biểu đó lại. Tại vì quý vị biết rằng cái này thật sự ra nó rất là khó tu. Tôi cũng suy tư lại, mình nhìn lại mình biết rằng là do hồi lúc mà mình vô mình tu trong cái thời gian đó, cái điện thoại nó còn mắc tiền quý vị, thành ra coi như là không ai có điện thoại đó. Hồi đó chúng tôi vô tu là coi như là cái điện thoại nó còn mắc tiền lắm. Chúng tôi nhớ lúc đó năm 2000 là cái người bạn của chúng tôi mua cái điện thoại 3310, cái điện thoại đó mà mua 5.800.000. Mà lúc đó một cây vàng như chúng tôi nhớ là có 4.000.000 mà cái điện thoại hơn một cây vàng. Thành ra làm liền mua quý vị. Thành ra sau này quý vị biết rằng là chúng tôi ngồi chúng tôi nghiệm lại, mình vô mình tu mình học được mấy bài kinh, thuộc được mấy bài kinh chút, một chút cái phần giáo lý là nhờ lúc đó mình không có điện thoại. Còn cái thời nay thì các vị sư mà coi như là quản lý ở chùa đó, có nhiều vị tâm sự của chúng tôi là cũng khổ lắm. Đối với giới tử, với sa di là phải tịch thu điện thoại đến cái giờ nào là mới trả lại thôi, chứ không thôi là các vị học không có được đó. Trở lại với cái bài học thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là ở trong Phật giáo cái lời dạy của Đức Phật dạy cho mình suy tư. Hãy mà mình có những cái suy tư mà nó ly dục thì mình mới tiến hành cái sự ly dục được. Có nghĩa là mình không màng về đến những cái dục lạc đó. Mình sống với một cái sự vừa lòng thôi. Cũng như là mình định nghĩa như thế nào mà được gọi là một vị tu sĩ Phật giáo. Thì cái vị tu sĩ Phật giáo đó là cái vị đó vừa lòng với những gì mình có được do một cái sự phát sanh bằng một cách chân chánh. Đó thì như vậy đó thì gọi là cái vị tu sĩ Phật giáo. Còn như thế nào mà gọi là cái vị tu sĩ Bà La Môn giáo? Có nghĩa là những người nào sống bằng những cái nghề coi thiên văn, coi địa lý, coi tướng, coi sao, coi hạn, coi bói, coi vân vân, mà sống bằng những cái nghề đó thì được gọi là tu sĩ Bà La Môn giáo. Đó thì vậy thì ta cứ y cứ ở trên cái con đường đó, trên cái cách tu tập đó mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại về những cái pháp quán tưởng mà Đức Phật dạy. Thậm chí mà quý vị thấy rằng cái bài mà chúng ta quán tưởng ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát nặng an mạng lành, những cái bài đó quý vị mà cứ nhẩm tụng mà mình tụng phải để tâm vô nha, chứ không phải tụng mà giọng mà làm cho cái giọng tụng của mình mà nó nghe ngọt ngọt hay rồi cho mọi người nghe đó là coi như là thất bại. Mình tụng nhưng mà tâm của mình nó chìm ở trong đó, nó chìm ở trong những cái lời thì quý vị sẽ bớt đi, chúng ta sẽ bớt đi cái sự mà ỷ y. Chúng tôi không muốn nói về kiêu mạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ bớt đi cái chuyện mà ỷ y là mình không bệnh, ỷ y mình không già, ỷ y mình không bị nghiệp nó trổ quả vân vân, do chúng ta để tâm mà nó chìm sâu trong những cái lời dạy, là coi như là tự nhiên là chúng ta sẽ có cái khuynh hướng tu tập nhiều,
Rồi cái chi phần của cái chánh tư duy nữa đó, là chúng ta phải có những cái tư duy mà vô sân, là những cái sự suy nghĩ mà vô sân. Cái sự suy nghĩ mà vô sân ấy, là có nghĩa là chúng ta ngoài cái chuyện mà chúng ta không sát sanh, nhưng mà chúng ta cũng có cái sự suy nghĩ mình ước mong cho là những người xung quanh mình được hạnh phúc. Chúng ta tu tập về tâm từ đó quý vị, là thì đúng là chúng ta suy tư về, chúng ta hướng tâm về những bậc thầy khả ái. Rồi sau khi mà đến những bậc thầy khả ái rồi đó, à, thì nếu mà chúng ta muốn à, tu tập mà để khắp à, phương hướng à, thì mở đầu thì chúng ta phải làm sao mà chúng ta mong cho những người ở trong phòng này, ở trong một cái ngôi nhà này à, được an vui hạnh phúc. Rồi những người ở trong cái làng này, hoặc là cái xã này, hoặc là cái phường này, hoặc là cái thành phố này, hoặc là nếu mà mình ở trong cái khu rừng thì mình mong cho những người, những chúng sanh ở trong khu rừng này à, được an vui, à, tránh khỏi những đó. Thì cái chánh tư duy á, mà tư duy về cái sự mà vô sân á, là chẳng những mình không có sát sanh mà mình còn ước mong cái hạnh phúc à, cho cái người khác, à, cái hạnh phúc cho những người mà ở xung quanh của mình. Thì quý vị thấy rằng á, ở đây á, đối với cái điều mà chúng ta tư duy như vậy đó, chúng ta suy nghĩ như vậy đó, nó nhiều. Khi mà mình suy nghĩ nhiều cái dòng tâm thức của mình, nhiều cái lộ trình tâm của mình nó sanh như vậy, thì lâu dần nó sẽ trở thành một cái thiền, là thiền tâm từ. À, thiền tâm từ. Thiền tâm từ á, mà chúng ta tu tập thì chúng ta muốn đạt được, có được cái tâm từ đó, thì trước nhất là chúng ta phải có những cái yếu tố của vô sân. Có nghĩa là mình phải suy nghĩ đến cái sự vô sân. Thì cái vô sân này, nếu mà chúng ta tính sanh ở trong tâm đại thiền, vô sân nó sanh ở trong tâm đại thiền, mà nhiều cái tâm thiện mà có vô sân ở trong đó nó sanh lên, thì nó sẽ trở thành tâm từ. Nó sẽ trở thành tâm từ. Cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe ở trong những cái lần trước đó, đối với tâm thiện mà có vô sân, tâm thiện mà có vô sân sanh ở trong đó ha, thì quý vị biết rằng là lúc đó cái trạng thái cái trạng thái đó đó, nó chỉ là không nóng nảy. Vô sân nó không nóng nảy đó, còn tâm từ là mát mẻ. Thì chúng ta huân tập cái vô sân nhiều, cái sự không nóng nảy nhiều, thì nó sẽ trở thành cái gì? Nó trở thành mát mẻ. Nó trở thành mát mẻ thì lúc đó gọi là tâm từ, quý vị đó. Rồi đó là chúng ta có cái sự suy tư, có cái sự suy nghĩ chẳng những không sát sanh mà còn muốn cho những chúng sanh khác, người ta được an lạc, tránh khỏi những cái sự đau khổ, thì chúng ta có cái tư duy, có cái vô sân đó. Rồi trong cái quá trình đó đó, nếu mà chúng ta hướng đến cái sự vô hại, chúng ta hướng đến cái sự vô hại có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta cũng suy nghĩ, quan tâm đến những cái người khác. Chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy mình cũng sợ hình phạt, chúng sanh khác cũng sợ hình phạt. Thành ra đó, chúng ta suy mà chúng ta không có muốn hại ai, chúng ta không có muốn hại ai. Thành ra lâu ngày mà chúng ta suy nghĩ về vô hại, có nghĩa là chúng ta tu tập về cái gì vậy? Chúng ta tu tập về tâm bi, chúng ta tu tập về tâm bi. Chứ nếu mà mình cứ nói tâm từ tâm bi, tâm từ tâm bi, nhưng mà mình không có biết cái đường lối dẫn đến
là tâm từ tâm bi, thì làm sao mà mình có từ có bi được? Mà chúng ta không có, không có từ không có bi được. Đó là chúng ta đói, đó là cái cách tu tập về chánh tư duy mà ở bên ngoài, ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu tập ở trong nội tâm của chúng ta là như thế nào? Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phát nguyện, chúng ta giữ giới rồi, bắt đầu chúng ta không còn làm cái công việc gì nữa hết. Có nghĩa là mình rảnh rồi đó quý vị. Công việc mình đã làm xong rồi, công việc thường nhật của mình á, thí dụ như đối với người tu sĩ thì quét dọn liêu cốc, sắp xếp nước rửa chân rồi, thì thời nay không có mấy cái chuyện đó, thì chúng ta làm những chuyện khác. Mà nếu mà xong rồi á, thì chúng ta phải đi tìm cái chỗ nào đó nó yên lặng để chúng ta ngồi lại, chúng ta tu tập, chúng ta tu tập thiền định, hoặc là chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập về thiền quán. Trong cái quá trình mà chúng ta tu thiền như vậy đó, thì chúng ta không có những cái ý nghĩ sát sanh, hay là chúng ta không có những cái ý nghĩ độc ác gì hết, đối với những cái đối tượng nào mà chúng ta gặp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó chúng ta tu tập, cái cảm giác của chúng ta sanh lên như thế nào, những cái cảm thọ, những cái cảm giác, hoặc là những cái đối tượng, dù cho cái đối tượng, cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, hoặc là ngay trong hiện tại, hoặc là ở trong tương lai gì cũng vậy, chúng ta luôn luôn chúng ta có cái sự an trú, an trú tâm của mình trong cái sự ly dục, ly sân, ly não hại. Có nghĩa là bây giờ mình hành thiền đó, mình bắt đầu là coi như là mình vô mình hành thiền, thì mình chỉ ghi nhận thôi, những cái trạng thái, những cái cảm giác, chứ chúng ta đừng chạy theo, chúng ta đừng có chạy theo những cái gì mà nó sanh khởi trong tâm của mình. Thí dụ như quý vị biết, con người của chúng ta nó cũng ngộ lắm, con người của chúng ta rất là ngộ. Khi mà chúng ta mà ngồi lại chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập, là quý vị biết cái người nào mà hồi xưa người ta xấu với mình, người ta nói xấu mình, hoặc người ta làm cái điều gì đó mà nó, nói chung là nó tổn hại đến mình, là coi như là quý vị biết rằng là chúng ta ngồi hành thiền, chúng ta ưa nhớ lại những cái chuyện đó, chúng ta ưa nhớ lại những cái đối tượng đó, chúng ta ưa nhớ lại những cái đối tượng đó, hoặc là tự nhiên cái tâm của chúng ta lúc đó nó trống rồi, nó không có cái gì làm đối tượng ấy, cái tự nhiên lúc đó mình suy nghĩ, biết đâu ngày mai mình gặp lại, biết đâu ngày mai mình mai đi lễ thế nào cũng gặp lại cái mặt đó, mai đi lễ cũng gặp lại cái mặt đó, thì lúc đó cái tâm mình nó săn lên quý vị. Hoặc là có nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, tại sao mà ở đây thì mình giảng hoặc là mình tu vậy đó, mà cái người xung quanh người ta ưa làm ồn đồ này kia. Đó là coi như là những cái tư tưởng đó nó sẽ sanh lên trong cái lúc mà chúng ta tu tập. Thì lúc này là chúng ta không còn hướng tâm đến nữa rồi, nhưng mà lúc này chúng ta chỉ kéo cái tâm của chúng ta về cái đề mục, trở quay lại cái đề mục mà chúng ta đang tu tập. Có nghĩa là các ngài nói là trong cái khi mà chúng ta hành thiền, dù cho thiền định hay là cái thiền quán gì cũng vậy, thế mà những cái đối tượng đó nó diễn ra, có nghĩa là nó sanh ra ở trong tâm á, thì chúng ta chỉ quay lại cái đề mục, mà quay lại cái đề mục mình tu tập thôi. Đó, thì nhờ như vậy đó mà chúng ta mới chặn đứng được những cái sự mà sân, hoặc là những cái sự mà đam mê ở trong dục, chúng ta sẽ chặn lại được, không có cho nó có cái cơ hội nó sanh nữa. Thì nhờ như vậy mà chúng ta có những cái sự ghi nhận một cách liên tục, ghi nhận một cách liên tục như vậy, thì coi như là những cái sát na đó chúng ta được ghi nhận một cách thấu đáo, thì coi như là lúc đó chúng ta có chánh tư duy. Chánh tư duy giống như là những cái cách tu tập
ngà khác. Ngà có nghĩa là những cái hồi bữa mà chúng tôi nói cho quý vị nghe đó là tạm thời giải thoát. Ngà tạm thời giải thoát đó. Thì ở trong trường hợp này cũng vậy. Trường hợp này á, chúng ta tạm thời giải thoát cái gì quý vị? Tạm thời giải thoát được cái sự suy nghĩ về dục. Tạm thời giải thoát được cái sự suy nghĩ về sân. Tạm thời giải thoát được cái sự suy nghĩ về hại người. Đó. Mà nếu mà chúng ta an trú, chúng ta tu tập được như vậy một cái thời gian nó càng nhiều, nó càng dài, thì coi như là quý vị thấy rằng lúc đó chúng ta nhiều cái sát na, có nghĩa là chúng ta có nhiều cái giây phút của tâm thiện, của tâm đại thiện, mà bằng cái cách là chánh tư duy, chánh kiến đó, thì lúc đó nó chúng ta mới có đủ cơ hội để mà chúng ta nhận thức được những gì mà nó sanh khởi, nó hiện khởi hoặc là nó diệt đi á, thì nó sẽ gom chung vào những cái đặc tính của vô thường, khổ, vô ngã. Mà hễ mà chúng ta mà thấy cái điều đó rồi đó, thì hỏi quý vị á, chúng ta có đi, chúng ta có tham đắm ở trong các dục không? Tại vì hồi trước giờ tại sao mà mình nghĩ là tại sao mà mình tham đắm trong các dục quý vị? Tại là mình nghĩ thường là ngã tịnh đó, mình tại vì hồi trước giờ mình có cái sự suy nghĩ ở trong đó. Thật sự ra đó, mình học thì đúng là mình học á, mình biết các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã, các pháp là bất tịnh. Nhưng mà khi mà vừa đóng tập lại mình đi ra ngoài á, cái tư tưởng đó nó không còn, cái tư tưởng đó nó không còn. Chỉ có khi nào mà chúng ta ngồi lại đó, mà chúng ta si quán, chúng ta ngồi lại mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập nhiều, tu tập nhiều, chú tâm vào đó. Rồi sau khi tu tập đó, lại tiếp tục cầm cái quyển kinh hoặc là cái bài pháp đó, cái cách mà hướng dẫn mình tu tập đó, thì mình đọc đi đọc lại nữa, thì nó có một chút xíu gì đó nó khởi lên ở trong tâm của mình, là các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó. Thì cái điều này á, Acewana lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần trong một buổi sáng, nhiều lần trong một buổi trưa, nhiều lần trong một buổi chiều, nhiều lần ở trong một buổi tối, nhiều lần ở trong một đêm. Thì lâu ngày như vậy đó, thì chúng ta mới ngăn chặn được những cái gì mà chúng ta từ trước đến giờ chúng ta cho là thường, là ngã tịnh đó. Ở đây á, có nghĩa là chúng ta vừa tu tập mà giống như là cái người mà luyện tập về cái sự mà ghi nhận, luyện tập cái tâm của mình đó, mình mới lâu ngày đó mình mới nhận thức được cái thực tánh của danh pháp và sắc pháp. Những cái bản chất này á, thì nó sanh diệt một cách liên tục. Mà hễ mà nó sanh diệt một cách liên tục như vậy đó, là coi như là nó nằm ở trong cái vô thường, khổ, vô ngã, nó nằm ở trong. Thật sự ra nó, quý vị biết không, khi mà chúng tôi mình thấy mình thực hành như vậy đó, mình thực hành như vậy đó, thì cái tâm mình đó, nó không có chạy nữa, nó không có chạy lăng xăng nữa. Nhưng mà nó chỉ có thiếu một cái gì quý vị? Nó thiếu một cái là cái sự mà tinh tấn, một cái sự nhiệt huyết. Thành ra chúng tôi khi mà mình học những cái cách mà các vị thiền sư ở trong thời nay các vị dạy mình rồi, rồi mình khi mà mình ngồi lại mình hành thiền, thì thật sự ra chúng tôi thấy rằng hình như là nó chỉ có thiếu một cái chi phần, nó thiếu một cái chi phần tinh tấn, cái sự tinh tấn, cái sự nhiệt huyết. Có nhiều khi quý vị thấy không, mình nằm suy nghĩ gì đó băng quơ đồ này kia nó được, nhưng mà mình ngồi mình hành thiền xuyên suốt tới khuya thì nó không được. Đó, thành chúng tôi thấy rằng là hầu như là tất cả chúng ta đó, bị thiếu có một cái chi phần, là cái chi phần tinh tấn, cái chi phần tinh tấn đó. Thành ra chúng ta bây giờ
chúng ta phải ráng làm sao mà 21 mà chúng ta có được là cái sức mạnh của tinh tấn, cái sức mạnh của tinh tấn là để mà chúng ta tu tập. Chứ đối với ở trong thời nay á, nếu mà mình nói khó thai được làm người đó, khó thai được sống còn, khó thai được gặp Đức Phật, mà khó thai được gặp giáo pháp đó, thì mình trong thời nay mình chỉ có cái là mình không gặp được Đức Phật thôi, nhưng mà mình cũng còn gặp được giáo pháp, nhưng mà mình thiếu cái là mình không đủ cái sự tinh tấn. Cái điều này á, thì thật ra thì mỗi người ở trong tâm ai cũng biết hết á, ai cũng biết là mình có tinh tấn hay không mà. Đó, mình so lại á, cái thời gian mà mình ngồi mình nói chuyện chơi chơi, hoặc là cái thời gian mà mình coi về những cái điều này, coi về tin tức cái điều này điều kia đó, thì quý vị thấy rằng á, cái thời gian đó nó dành nhiều hơn, mà cái thời gian á mà mình tu tập á thật sự nó ít hơn quý vị. Thành ra đó, bây giờ chúng ta chỉ có chúng ta ráng làm sao mà chúng ta cân bằng lại, mà chúng ta cân bằng lại thì coi như là chúng ta sẽ vượt qua. Vậy thì đối với cái chánh tư duy này á, là tâm sở gì quý vị? À, tâm sở gì? Tâm sở tâm. Tâm tâm sở. À, tâm tâm sở. Nhà yeah, tâm tâm sở. Đó. Rồi, hãy mà tâm tâm sở này đó nó sanh ở trong tâm tịnh hảo thì nó là chánh tư duy. À, mà hãy mà nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó là tà tư duy. Đó, thành ra quý vị đó, từ từ chúng ta học về cái này á, thì chúng ta mới lột được, mà chúng ta mới biết được đó là đối với tà tầm chi pháp là cái điều nào. Tầm tâm sở này chúng ta nhớ là nó nằm ở trong biến hành tự tha, 13 sở hữu tự tha. Thành ra đó, khi nào mà nó sanh ở trong tâm tịnh hảo thì nó là chánh tư duy, khi nào mà nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành tà tư duy. Đó, vậy thì nếu mà ai mà hỏi quý vị chánh tư duy chi pháp là cái nào, thì quý vị sẽ nói là tâm sở sanh ở trong tâm tịnh hảo, là tà tư duy cũng là tâm tâm sở, nhưng mà sanh ở trong tâm bất thiện. Đó, đúng rồi. Bây giờ chúng ta qua thêm một cái phần nữa là chánh ngữ, là một phần nữa là chánh ngữ. Chánh ngữ ở đây có nghĩa là chúng ta có những cái lời nói, là chúng ta có những cái lời nói chân chánh. Cũng như quý vị ngày nào chúng ta cũng thọ giới, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Đó, có nghĩa là chánh ngữ ở đây đó, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thô lỗ, không nói lời phù phiếm. Đó, thì như vậy á, là coi như là chúng ta luôn luôn chúng ta có cái sự tác ý. À, cái này á, là mình có cái sự tác ý quý vị. Đó, có nghĩa là phải có tư tâm sở. À, tư tâm sở để mà nó gắn vô đó, đừng nó tự chế cho mình, à, không có à, nói dối, à, không có nói lời mà thô lỗ, à, không có nói lời à, chia rẽ, không có nói lời phù phiếm. Đó, vậy thì lúc đó là chúng ta có cái tư tâm sở đó, có cái sự cố ý. À, không, cái không phải cái chi pháp là cái tư tâm sở, mà do mình có cái sự hỗ trợ, là có cái sự hỗ trợ đó, là của tư tâm sở, là có cái sự mà chủ ý đó, là chủ ý mình không nói dối đó. Đó, chứ chi pháp của chánh ngữ là sở tâm sở, hay là sở hữu chánh ngữ. Đó, thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng là mình nhờ có cái sự mà cố ý chê tá na,
mình nhờ có cái sự cố ý đó mà mình mới giữ giới được đó. Thì cái điều này cũng vậy, khi mà mình thọ giới rồi, khi mà mình thọ giới rồi, hoặc là nói một cách mà nó sâu sắc hơn, có nghĩa là mình phát nguyện mình giữ giới, mình phát nguyện là mình giữ giới, là đó coi như là mình giữ cái giới là không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời phù phiếm. Đó, cái này là bắt đầu vô cuộc tu là chúng ta phải có cái sự phát nguyện, phát nguyện như vậy. Rồi khi mà chúng ta phát nguyện như vậy rồi đó, thì chúng ta cũng ngồi lại để mà chúng ta hành thiền. Cái phương pháp này nó mới giúp cho chúng ta có được chánh ngữ, có nghĩa là nó giúp cho chúng ta gìn giữ được cái khẩu nghiệp đó. Chứ nếu mà bây giờ mà chúng ta phát nguyện, chúng ta giữ giới rồi đó, nhưng mà chúng ta không có thu túc, hoặc là chúng ta không có hành thiền đó, thì nó dễ phát sanh lên cái phiền não lắm. Nó phát sanh lên cái phiền não liền đó. Chỉ có cái phương pháp này á, là coi như là chúng ta làm sao mà chúng ta ghi nhận được, quý vị. Thì chỉ có chúng ta ngồi lại, chúng ta tu thiền, một là thiền định, hai thiền quán, thì lúc đó chúng ta mới ghi nhận những cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm, sự suy nghĩ gì đó. Thì những cái trạng thái, những cái cảm giác, cảm thọ đó nó sanh lên đó, thì chúng ta sẽ suy tư về cái gì, quý vị? Về vô thường, khổ, vô ngã. Thì chính khi mà chúng ta suy tư về những cái điều này đó, thì chúng ta mới không có cái phiền não nó khởi lên để mà chúng ta có những cái tài ngữ. Lúc đó chúng ta suy tư thật, cũng như hồi nãy chúng tôi nói về chánh tư duy. Khi mà chúng ta suy tư mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã, có nghĩa là bây giờ mình thấy, bây giờ ví dụ như là lúc đó mình tu tập, mình thấy những cái trạng thái đó, dù cho là ở trong nội phần hay ngoại phần, có nghĩa là mình thấy cái trạng thái đó nó sanh lên cho bản thân của mình hay là cho những người khác cũng vậy. Bây giờ mình thấy những người đó, người ta coi như là bây giờ người ta đang huy hoàng đi, nhưng mà cái sự huy hoàng đó nó có bền vững không? Không, không có bền vững. Mà thật sự ra ở trong cái thời buổi này đó, là đang cho chúng ta thấy rất là rõ. Ở trong cái thời buổi này á, nó đang cho chúng ta thấy rất là rõ, quý vị. Quý vị có nghĩ tự có một cái chuyện mà đại dịch này nó xảy ra không? Thật sự ra những cái điều này á, có chăng á, là hồi đó giờ chỉ có ai đọc sách nhiều, rồi mình thấy được cái mình thấy ở trong sách những nhà tiên tri, hoặc là mình coi ở trong kinh điển mình thấy vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thật sự ra đó, mình đang cọ sát với cái hoàn cảnh thực tế nó rất là nhiều. Mình không ngờ một cái thời gian dài như vậy mà mọi người đều ở trong nhà hết. Rồi cái sự sinh hoạt từ kinh tế vân vân đủ thứ điều hết là nó phải ngưng lại hết. Mà đặc biệt là những cái nước hùng mạnh lại bị nhiều nữa. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này để chỉ vì để chúng ta thấy rằng là thật sự ra đó, bây giờ chúng ta mới thấy rằng là không ngờ những cường quốc mà cũng bị như vậy. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói các pháp hữu vi là vô thường, như vậy có đúng không? Rất là đúng, quý vị, rất là đúng. Mà hễ mà vô thường á, hổm rài chúng ta thấy cái sự chết chóc của rất là nhiều người đó. Thì quý vị thấy rằng cái sự khổ nó phát sanh, nó phát sanh, nó đã đến với một số người, nó chuẩn bị đến với một số người, nó đang đến với một số người. Trong đó thì chúng ta cũng là bất định. Thành ra do vậy mà chúng ta chỉ có chúng ta cái cách chúng ta ngồi lại, chúng ta tu tập đó, thì chúng ta mới gìn giữ được cái khẩu nghiệp của mình. Có nghĩa là chúng ta gìn giữ được cái chánh ngữ, giữ được cái chánh ngữ này. Mà hễ mà chúng ta giữ được cái chánh ngữ này á, bằng ở trong cái thời gian nào nó tốt trong cái thời gian đó đó, thì các ngài nói là khi mà chúng ta tu tập thiền quán, mà chúng ta quán về những cái cảm thọ nó sanh lên,
Khi chúng ta thấy, khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, vân vân, mà chúng ta đang tu tập về chánh ngữ à, thì coi như là lúc đó chúng ta được gọi là tạm thời giải thoát à, tạm thời giải thoát. Mà tạm thời giải thoát cái gì? Tạm thời giải thoát về cái tà ngữ. Bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị hành thiền à, quý vị đang ngồi, quý vị tu tập về thiền quán à, những cái quý vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng à, những cái đó nó sanh lên cái cảm thọ gì, những cái cảm giác gì đó, thì quý vị cũng nhận thức được à, nhận thức được cái đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì trong những cái giây phút đó, ở trong các ngài nói là những cái sắc na, cái sắc na thì chúng tôi biết rằng là nó rất là mỏng manh à, nó rất là nhỏ, thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta hình dung được. Chúng tôi tạm thời thay thế rằng là những cái phút giây đó quý vị à, những cái phút giây, thì những cái phút giây đó là các vị mới nói rằng là mình à, được, mình đang tu tập về thiền quán bằng cách đó. Thì những cái phút giây đó, đó được gọi là tạm thời giải thoát. Mà tạm thời giải thoát cái gì? Tạm thời giải thoát tà ngữ. Có nghĩa là bây giờ, nãy giờ chúng tôi đang à, thuyết giảng cho quý vị cũng vậy à, chúng tôi không có dùng những cái tà ngữ à, thì ở trong những cái thời gian này chúng tôi gọi là mình tạm à, mình ngăn được cái tà ngữ. Những cái giây phút mà quý vị ngồi, quý vị thiền à, quý vị tu tập, thì lúc đó quý vị cũng tạm thời giải thoát à, tạm thời giải thoát về tà ngữ. Nếu mà quý vị tu tập về cái chánh tư duy thì tạm thời lúc đó quý vị à, giải thoát được tà tư duy. Có nghĩa là trong những giây phút mà mình hành thiền à, mình không, nếu mà mình không có những cái suy nghĩ tà vại, không có suy nghĩ về dục à, về sân à, về não hại, thì coi như là quý vị tạm thời quý vị ly được à, có nghĩa là quý vị giải thoát được là cái tà tư duy à, trong lúc mình đang tu tập về cái chánh ngữ. Thì lúc này do chúng ta an trú ở trong cái đề mục mà chúng ta tu tập một cách đàng hoàng, thì lúc đó gọi là chúng ta tạm thời giải thoát được tà ngữ. Tại vì trong những cái phút giây đó à, chúng ta an trú ở trong cái đề mục chúng ta tu tập, chứ chúng ta đâu có, chúng ta đâu có à, suy nghĩ về cái lời nói hại ai gì đâu. À, chúng ta đâu có suy nghĩ về cái lời nói dối, hoặc là chúng ta đâu có suy nghĩ về những cái lời nói mà nhảm nhí gì đâu, mà nói chúng ta là tà ngữ đó, mà nói rằng những cái phiền não này nó ngủ ngầm, nó trong tâm thì đúng, nó ở trong tâm thiệt à, nhưng mà do mình không có gắn những cái điều kiện để mà nó sanh khởi, có nghĩa là mình mình không có suy tư về cái đối tượng nó nữa, thành ra nó không có sanh khởi. Thì trong lúc đó thì chúng ta an trú à, chúng ta an trú ở trong những cái đề mục của chúng ta đang tu tập đó, thì lúc đó tâm đại thiện nó sanh lên, thì lúc đó nó tạm thời nó ngăn lại cho chúng ta không có lời nói dối à, không có cái lời nói độc ác, không có cái lời nói chia rẽ, không có cái lời nói phù phiếm, thành ra chúng ta tạm thời giải thoát được à, cái tà ngữ à. Vậy thì đối với cái tà ngữ à, và xin lỗi là cái chánh ngữ, cái chi pháp là tâm sở chánh ngữ. Nhớ nha quý vị, chi pháp là tâm sở à, chánh ngữ. Vậy thì à, sammāvācā, vậy thì à, đối với tà ngữ thì sao quý vị? Đối với tà ngữ thì sao? Tà ngữ không có chi pháp. Khi nào mà chúng ta nói dối, chúng ta nói lời độc ác, chúng ta nói lời chia rẽ, chúng ta nói lời nhảm nhí, thì trong đó gom lại là chúng ta tà ngữ à, còn chánh ngữ à, chi pháp của chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ à, sammāvācā cittasika à, vācā. Rồi à, hôm nay thì chúng ta học à, bấy nhiêu thôi. À, để à, tuần sau học tiếp à, bây giờ cũng à, cũng quá với thời gian rồi à, chúng ta phải nghỉ trước à, vài phút à, thành ra chúng tôi xin được à, kết thúc bài giảng này à, với phần phước này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin à, chia điều cái phước này à, đến quý cô tu nữ
cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong những ngày quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ thọ ảnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thu lành thầy. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Pháp Tin đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng môn vi diệu pháp sơ cấp đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích, sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Pháp Tin. Dạ, thay mặt đại chúng trong room một đợt nữa, con được xin được cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng chúc phúc cho room. Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ạ. Phật quốc tự sum mang lam ran tu sape de và ta sap buddha na pha avena sada sati phong văn tu te phật quốc tự sap mang lam ran tu sape de và ta sap dhamma na pha avena sada sati phong văn tu te phật quốc tự sap mang lam ran tu sape de và ta sap sangha na pha avena sada sati phong văn tu te. Tất cả hạnh phúc hàng con đến người, cầu xin chư thiên hỗ trợ đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lành thay, chúng con xin được thay mặt đại chúng.